2022, Hội Hoa Đức kết hợp với địa phương ấp Tân Hùng có bàn giao cho bốn em ở cây mắm Tân Hùng, Ngọc Chánh, Đầm Dơi với số tiền là 2 triệu đồng. Đây là lần giao thứ 13 do nhà tài trợ cô ẩn danh Sài Gòn tài trợ. Tôi cũng xin thay mặt cho địa phương xin thành cảm ơn Hội Hoa Đức cũng như nhà tài trợ rất nhiều. Đây là bốn con cảm ơn cô ẩn danh ở Sài Gòn đã cho tiền của con học. Cảm ơn cô ẩn danh ở Sài Gòn cho con tiền đi học.